Tóm lại mà nói, người thật sự dụng công, bất luận là hiển hay mật, tông môn giáo môn đều phải buông bỏ hết. Đây mới là nguyên nhân của bệnh. Ta đã tìm được nguyên nhân, nguồn gốc của bệnh, phải buông bỏ. Tâm phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Chỉ cần tâm đạt được thanh tịnh bình đẳng giác, lập tức giác ngộ, sẽ khai ngộ, được định, sẽ đột phá từng không gian và thời gian. A-la-hán đối với lục đạo không có gì không biết. Ở trên có thể nhìn thấy 28 tầng trời, dưới thấy được địa ngục A Tỳ. Đây không phải nghe người khác nói, mà tự thân họ nhìn thấy, là thấy thật không phải giả. Tu định ở công phu tương đối, đây là công phu định công. Họ nhìn thấy cảnh giới tương đồng. Sau khi xuất định, những gì họ thấy đều giống nhau. Đây không phải là giả. Những điều anh thấy giống với những gì tôi thấy, như vậy làm sao giả được? Là thật. Khi đã thì rõ ràng minh bạch, ta sẽ ghi nhớ hai câu nói: giết người đền mạng, nợ tiền trả bằng tiền, tuyệt đối không trốn thoát. Ta có oán, có kết, có nợ nần người khác, đời đời kiếp kiếp đều phải đền trả. Chúng ta tự nghĩ xem, trong vô lượng kiếp quá khứ, không phải đời này, trong vô lượng kiếp chúng ta kết oán với bao nhiêu người, và tranh giành về phương diện tài sản. Quý vị nói vấn đề này nhiều bao nhiêu? Khi giác ngộ sẽ hiểu. Đền trả như thế nào? Làm sao đền mạng cho người? Làm sao trả nợ cho người? Nói cho quý vị biết, có phương pháp. Một câu A Di Đà Phật là trả hết tất cả. Chỉ cần chuyên tâm niệm câu Phật hiệu này, nợ mạng cũng trả xong, nợ tiền cũng đã trả. Không chuyên tâm niệm câu Phật hiệu này, chỉ cần ta không giảng sanh là phải trả cho bằng được. Sống trong lục đạo nhất định phải trả, phải trả mạng, phải trả nợ. Đến thế giới cực lạc không cần phải trả. Những oán thân trái chủ cũng rất hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì ta đã thành Phật, vị Phật đó có liên quan đến ta, có nhân duyên với ta, ta nhất định được độ. Đã kết nối được với mối liên hệ này. Nhân duyên trong quá khứ có thiện duyên, có ác duyên, bây giờ niệm Phật đều trở thành pháp duyên. Khiến thiện duyên ác duyên từ vô thị kiếp đến nay đều biến thành pháp duyên. Tất cả các kinh điển đều có công năng này, nhưng sức mạnh lớn nhất là câu Phật hiệu. Bất kỳ kinh pháp nào đều không sánh bằng một câu danh hiệu này. Đáng tiếc là không ai biết được giá trị của câu Phật hiệu đó. Cho nên gọi là pháp khó tin. Khó tin dễ hành. Khi học quả thật không có gì khó. Rất khó tin. Đây hoàn toàn là sự thật. Chúng ta đối với vấn đề này tin tưởng sâu sắc, tin một cách thiết thực, là sau khi học Phật 50 năm mới thật sự tin.
đâu có đơn giản. Đọc kinh, nghe kinh, dạy học, 50 năm sau mới rõ ràng, minh bạch, tin tuyệt đối. Như vậy không phải là pháp khó tin ư? Nghĩ lại bản thân không phải là hàng trung thượng căn. Trung thượng căn không mất nhiều thời gian đến như thế. Lẽ ra mười mấy hai mươi năm là hoàn toàn tin tưởng. Chúng tôi tự biết căn tánh của mình là thuộc hàng trung hạ căn.